những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 833. Cơn địa chấn chính trị, Thổ Nhĩ Kỳ công khai ý định gia nhập nhóm con Nga và Trung Quốc. Ukraine tăng cường phản công đảo ngược tình thế ở Kharkov. Ukraine sắp vượt qua ranh giới đỏ lớn nhất của ông Putin. NATO vạch sẵn mạng lưới chuyển quân khổng lồ, sẵn sàng bày binh bố trận bao vây Nga nếu xảy ra xung đột. Nga đang tăng cường phòng thủ cầu Crimea trước lời đe dọa tấn công từ Ukraine. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng quốc gia thành viên NATO cho biết nước này từ lâu đã có ý định gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS. Hôm 4 tháng 6, phát biểu trong chuyến thăm 3 ngày tại Trung Quốc, ông Hakan Fidan, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này mong muốn gia nhập BRICS và sẽ thảo luận vấn đề này trong cuộc gặp sắp tới với các đại diện từ Nga. Trả lời báo giới, ông Fidan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã chờ đợi rất lâu để trở thành thành viên của Liên minh châu Âu EU, nhưng không được đáp ứng. Hôm 4 tháng 6, trong một sự kiện tại Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa CCC, Bắc Kinh, ông Fidan nói, trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi coi BRICS là một lựa chọn tốt để hội nhập. Ông Fidan cho hay, mặc dù BRICS vẫn còn một chặng đường dài phía trước để phát triển, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhìn thấy tiềm năng của nhóm. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ mong muốn được gặp các đại diện từ Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Iran, Ai Cập, Ethiopia, Ả Rập Xê Út và UAE, các nước thuộc BRICS, để thảo luận về vấn đề gia nhập. Ngoại trưởng các nước thành viên BRICS dự kiến nhóm họp vào tuần tới tại thành phố Nizhny Novgorod, Nga, theo RT. NATO chưa bình luận về phát biểu mới của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc gia này đến nay vẫn là một thành viên quan trọng và có tiềm lực quân sự lớn của NATO. Phát biểu hôm 4 tháng 6 tại Moscow, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, hoan nghênh ý định gia nhập BRICS của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Peskov cho biết tư cách thành viên của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được BRICS thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh, dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2024. Ukraine tăng cường phản công đảo ngược tình thế ở Kharkov. Tại khu vực Kharkov, giao tranh diễn ra dữ dội khi lực lượng Ukraine tăng cường quân dự bị, đẩy mạnh các cuộc phản công. Trong nỗ lực giảm thiểu mối đe dọa từ cuộc đột phá lớn của Nga trên tiền tuyến Donbass, Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine đang tung lực lượng lớn vào những cuộc phản công nhằm nỗ lực kết thúc các cuộc giao tranh theo hướng này. Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu các cuộc phản công lớn trong những ngày gần đây. Theo báo cáo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, nhóm lực lượng phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của các nhóm lực lượng Ukraine tại khu định cư Lipsy và Voshen thuộc khu vực Kharkov. Tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine được cho là bao gồm 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 ô tô và 2 khẩu pháo D-30 122 ly. Các cuộc phản công chính của Ukraine đều thực hiện dọc theo sông Vosia trong khu công nghiệp, lâm nghiệp ở phía tây ngôi làng. Cho đến nay, theo báo cáo, lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được một số thành công chiến thuật. Trong khi đó, nhóm quân phía Bắc của Nga đã thất bại trong cuộc tấn công vào nhà máy tổng hợp và khu vực các tòa nhà cao tầng ở trung tâm Vosen. Bộ Chỉ huy Ukraine đang điều động thêm quân tăng viện đến khu vực gồm các đơn vị tinh nhuệ và giàu kinh nghiệm. Theo báo cáo mới nhất, tiểu đoàn máy bay không người lái tấn công tinh nhuệ số 414, còn gọi là Tahi Madiara, đã được triển khai ở khu vực Kharkov. Ukraine sắp vượt qua ranh giới đỏ lớn nhất của ông Putin. Thưa quý vị, Ukraine hiện được phép sử dụng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga như việc Washington bật đèn xanh mới nhất liên quan đến ranh giới đỏ của Vladimir Putin là gì? Lời cầu xin của Kiev với Mỹ về việc sử dụng vũ khí của họ ở Nga đã tăng lên trong tháng qua khi quân đội Moscow giành được nhiều thắng lợi ở Kharkov và Ukraine không thể ngăn chặn tên lửa nhắm vào khu vực phía đông bắc nước này. Nhận xét của Ngoại trưởng Antony Blinken rằng Washington đã phải thích nghi và điều chỉnh với cuộc chiến phản ánh lập trường của nước này về việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Việc quyên góp tên lửa Javelin và Stinger của Hoa Kỳ đã chuyển sang các bệ phóng tên lửa HIMARS, xe tăng M1 Abrams
và sắp tới, các máy bay phản lực F-16 do Mỹ sản xuất sẽ được các nước khác cung cấp. Các cuộc tấn công tầm xa, bao gồm cả từ ATACMS phóng từ mặt đất, vẫn nằm ngoài tầm với của Ukraine, một dấu hiệu cho thấy chính quyền Biden vẫn cảnh giác trong việc tránh leo thang. Điện Kremlin vốn coi cuộc xâm lược là một cuộc xung đột ủy nhiệm giữa Nga và NATO đã đề cập đến các ranh giới đỏ trong suốt cuộc xung đột, thậm chí còn đề xuất hành động hạt nhân nếu có mối đe dọa hiện hữu đối với nhà nước, mặc dù điều này đã được thực hiện không xác định. Cho đến nay, Putin vẫn chưa tuân thủ các lời hứa về mặt quân sự sẽ trừng phạt phương Tây vì ủng hộ Ukraine. Nhưng liệu điều này có tiếp tục như vậy hay không và ranh giới đỏ của ông vẫn chưa chắc chắn, đặc biệt là sau thông báo của ông vào tháng 5 về các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân. Newsweek đã liên hệ với Điện Kremlin để bình luận. Fasola, một nhà nghiên cứu tại Đại học Bologna, cho biết người Nga sợ hãi vì phương Tây đang leo thang. Đó là lý do tại sao những lo ngại của phương Tây về sự leo thang của Nga đã không được chứng minh là đúng trong vài năm qua. Ngày 23 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ trả đũa bằng các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Anh nếu Ukraine sử dụng vũ khí của Anh để tấn công lãnh thổ Nga. Phân tích các thông điệp của Điện Kremlin do hãng tin độc lập Agentstvo của Nga thực hiện vào tháng 10 năm 2023 cho thấy trong tháng trước, chính quyền Nga trên thực tế đã ngừng sử dụng các cụm từ ranh giới đỏ và tấn công vào các trung tâm ra quyết định liên quan đến các mối đe dọa đối với phương Tây và Ukraine. Shep Fantech, nhà phân tích tình báo cấp cao tại công ty an ninh Global Guardian cho biết, thay rằng Putin coi Crimea là lãnh thổ chính thức của Nga, ranh giới đỏ của Putin đã bị vượt qua khi bán đảo này bị Ukraine tấn công. Ông nói với Newsweek, các mục tiêu hiện đang bị tấn công ở Crimea sẽ tương tự như các mục tiêu ở Belgorod, Bryansk, Kursk và các khu vực lân cận khác. Moscow thực sự có thể làm gì ngoài những điều tương tự? Các khu vực biên giới này của Nga đã hứng chịu các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự mà Kiev không trực tiếp nhận trách nhiệm. Sự thay đổi chính sách của Washington có nghĩa là Ukraine có thể nhắm mục tiêu vào quân đội Nga, các đơn vị chỉ huy và kiểm soát, pháo binh, hậu cần, các đơn vị phòng không và có khả năng là máy bay chiến đấu trên lãnh thổ Nga gần Kharkov. Trước khi Mỹ thay đổi chính sách, các đồng minh NATO như Ba Lan, Đức và Pháp đã nói rằng việc Kiev sử dụng vũ khí của mình để tấn công Nga là điều bình thường. Roger Hilton, nhà nghiên cứu quốc phòng tại tổ chức tư vấn Glossack, có trụ sở tại Slovakia cho biết quyết định của chính quyền Biden được thúc đẩy bởi tình hình an ninh mong manh ở Kharkov. Ông nói với Newsweek, việc không thay đổi chính sách sẽ đòi hỏi phải triển khai nguồn nhân lực khan hiếm và có nguy cơ gây ra những tổn thất không cần thiết cho Kiev và sẽ phải tốn kém để đảo ngược. Ông Hilton nói thêm, việc thay đổi hướng đi của các đồng minh NATO là một đặc điểm bổ sung, nhưng không phải là đặc điểm mang tính quyết định xét đến cam kết lâu dài của Washington nhằm tránh chông ngòi cho Thế chiến thứ ba. Có thể dự đoán rằng, khi chiến tranh kéo dài, các quốc gia châu Âu sẽ tiếp tục vượt qua Mỹ trong việc thực hiện các quyết định chính sách đầy rủi ro có nguy cơ khiêu khích Nga. NATO vạch sẵn mạng lưới chuyển quân khổng lồ, sẵn sàng bày binh bố trận bao vây Nga nếu xảy ra xung đột. NATO đang thiết lập nhiều hành lang trên bộ để đưa quân đội và thiết giáp của Mỹ ra tiền tuyến trong trường hợp xảy ra xung đột lớn trên bộ với Nga ở châu Âu. Một số quan chức nói với tờ The Telegraph rằng lính Mỹ sẽ đổ bộ tại một trong năm cảng và di chuyển dọc theo các tuyến đường hậu cần đã được lên kế hoạch từ trước trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp với Nga. Những tuyến đường hậu cần trở thành ưu tiên hàng đầu kể từ khi giới lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đồng thuận chuẩn bị 300.000 quân luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao để bảo vệ liên minh tại hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Vilnius, Lithuania vào năm ngoái. Theo các kế hoạch hiện tại, quân đội Mỹ đổ bộ vào các cảng của Hà Lan trước khi lên các chuyến tàu chuyển quân qua Đức và tiếp tục tới Ba Lan. Trong trường hợp Nga-NATO xảy ra xung đột, quân đội Mỹ sẽ được chuyển đến cảng Rotterdam, Hà Lan trước khi di chuyển về phía đông. Tuy nhiên, các thỏa thuận cũng đang được âm thầm thực hiện để mở rộng các tuyến đường đến các cảng khác nhằm bảo đảm liên lạc trên mặt đất không bị lực lượng Nga cắt đứt.
Trung tướng Alexander Sjöstrand, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Kích hoạt Hỗ trợ Chung GSEC của NATO, nói với The Telegraph, Ukraine hứng chịu rất nhiều từ các cuộc tấn công tên lửa tầm xa của Nga vào các hệ thống hậu cần. Nếu lực lượng NATO tiến vào từ Hà Lan bị Nga bắn phá hoặc các cảng Bắc Âu bị phá hủy, liên minh này sẽ chuyển trọng tâm sang các cảng ở Ý, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Từ các cảng của Ý, quân đội Mỹ có thể được đưa đi bằng đường bộ qua Slovenia, Croatia tới Hungary, quốc gia có chung biên giới với Ukraine. Nhiều kế hoạch tương tự cũng được đưa ra nhằm vận chuyển lực lượng từ các cảng của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp qua Bulgaria và Romania để tiếp cận sườn phía đông của NATO. Ngoài ra, cũng có dự tính chuyển quân qua các cảng ở vùng Balkan cũng như qua Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Trên các hành lang này, quân đội các quốc gia sẽ không bị hạn chế bởi các quy định của địa phương và sẽ được tự do vận chuyển các lô hàng mà không bị hạn chế thông thường. Trong 5 năm qua, JSEC đã thực hiện các cuộc đánh giá để khám phá các tuyến đường khác nhau có thể được sử dụng để chuyển quân, một khi tình huống xấu nhất xảy ra. Các cảng ở Bắc Âu như Hà Lan, Đức và các nước Baltic được coi là đặc biệt dễ bị tấn công bằng tên lửa của Nga. Trả lời phỏng vấn ngày 3 tháng 6 của trang Bloomberg, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Na Uy, tướng Erik Christofferson cho rằng thời gian để NATO chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Nga đang giảm đi đáng kể. Tướng Christofferson nói rằng, từng có người cho rằng còn 10 năm nữa để chuẩn bị. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi còn chưa đến 10 năm vì nền tảng công nghiệp của Nga đang phục hồi nhanh. Theo ông, NATO chỉ còn 2-3 năm tới để xây dựng lại lực lượng của mình, xây dựng lại nguồn dự trữ song song với việc hỗ trợ Ukraine. Nga đang tăng cường phòng thủ cầu Crimea trước lời đe dọa tấn công từ Ukraine. Quân chiêm đông Nga đã đặt những xà lan cũ dọc theo cầu Crimea để bảo vệ nó khỏi các xuồng không người lái của Ukraine. Phong trào du kích ATS đã thông báo về điều này vào ngày 4 tháng 6 trên Telegram. Ngoài ra, được biết, người Nga đang chuyển các hệ thống phòng không bổ sung tới khu vực thành phố Kerch trên bán đảo bị chiếm đóng. Các dân quân du kích đã ghi lại vị trí của chúng. Thông báo cho biết, điều này cho thấy sự chuẩn bị cho một đòn tấn công không tránh khỏi đối với hậu cần quân sự cố định. Xà lan ở cảng Kapkaz chỉ là giai đoạn chuẩn bị. Chúng ta đang chờ món xào chín. Quân đội Ukraine có lẽ đang chuẩn bị tấn công lại cầu Crimea. Theo báo Bild của Đức đưa tin, dẫn lời ý kiến của một số chuyên gia, nhà phân tích quân sự. Vào cuối tuần trước, quân đội Ukraine đã tấn công các phà Avangard và Control Trader của Nga ở Crimea. Các nguồn tin của Nga cho biết vũ khí của phương Tây, tên lửa ATACMS và Storm Shadow đã được sử dụng để tấn công. Cùng lúc đó, hệ thống phòng không Crimea của Nga một lần nữa thất bại. Ít nhất một trong hai chiếc phà bị chìm, thân chiếc thứ hai bị thủng một lỗ lớn. Cả hai chuyến phà, theo ghi nhận của nhà báo chuyên mục quân sự Julian Kropke của ấn phẩm Bill, người đã hoạt động giữa lãnh thổ Nga và bán đảo bị sáp nhập trong nhiều năm. Với việc khai trương cầu Crimea vào tháng 10 năm 2018, những chiếc phà đã mất đi tầm quan trọng vì Nga có thể vận chuyển hàng hóa trực tiếp đến Crimea bằng đường sắt. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi vào tháng 10 năm 2022 khi Ukraine lần đầu tiên tấn công cầu Crimea. Vụ nổ mạnh đã làm hư hỏng nghiêm trọng đoạn đường sắt và khiến nó bị tê liệt trong vài tuần. Đột nhiên, các chuyến phà Crimea Avenger và Control Trader lại trở nên quan trọng đối với việc cung cấp hàng hóa dân sự và quân sự cho bán đảo. Nhà báo Đức nói, một số nhà quan sát tin rằng cuộc tấn công vào các chuyến phà có thể là dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công mới đã được chuẩn bị trên cầu Crimea. Theo quan điểm này, Ukraine muốn bảo đảm rằng Nga không thể ngay lập tức coi các chuyến phà là phương tiện thay thế cho tuyến đường sắt qua eo biển Kerch. Đồng thời, chưa rõ khi nào và bằng cách nào quân đội Ukraine có ý định tấn công lại cầu Crimea. Vào năm ngoái, hai cuộc tấn công nhắm vào cây cầu đã được Ukraine thực hiện thành công và hậu quả là Nga đã phải dừng toàn bộ việc vận chuyển vũ khí, đạn dược và hàng hóa phục vụ cho cuộc chiến vào lãnh thổ miền nam Ukraine. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.